Chiều qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Hội nghị đã triển khai quyết định số 17 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án quyết định kinh doanh thương mại giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 3 năm 2023, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh còn phải thi hành 231 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Tại buổi đối thoại, các tổ chức tín dụng đã nêu từng vụ việc còn vướng mắc chưa giải quyết được. Các chi cục trưởng thi hành án đã làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc tổ chức thi hành án còn chậm, không hiệu quả. Trên cơ sở đối thoại, lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh cũng đã cho ý kiến để giải quyết từng vụ việc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt việc thi hành các quyết định bản án kinh doanh thương mại, cơ quan thi hành án dân sự các cấp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên và các tổ chức tín dụng cần tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành cụ thể hóa chính sách linh hoạt, phù hợp thực tiễn, nhất là chính sách hỗ trợ khách hàng, chính sách xử lý nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong cung cấp thông tin, xác minh, xử lý tài sản, đảm bảo phân loại án, xem xét việc miễn giảm lãi suất cho người phải thi hành án để tạo điều kiện xử lý dứt điểm các bản án.